Ô Tí ơi. Ô Tí. Ô Tí ơi, đang làm gì đấy? Vừa tậu được cái nhà mới cho con cô gái. Ui thế à? Hoành tráng nhỉ. Đấy, đẹp chứ đi. Ui, cái gì đấy? Bác xem cái này đẹp không? Đẹp dã man luôn, tú bé luôn, tôi chưa bao giờ tôi nhìn cái sản phẩm nó đẹp thế này. Hey. Ôi, Hoành Tráng không? Cục bánh à? Ê, huy ơi. Bác tặng thôi à? À không. Thế này, thế này. Bác nhìn này, toàn tiếng Tây này. Đây là hộp bánh ngoại quốc cái gì? Bánh ngoại đây. Bỉ vẽ thế, mua bánh bình thường tặng tôi cũng được mà. À không. Ý tôi vẫn nói là tôi hỏi bác là bác đã bao giờ bác nhìn đi cái hộp bánh mà toàn tiếng Tây này chưa? À. Ừ. Ý ông là ông sao ông khoe tôi thì ở đâu ra cái hộp bánh này đây? À thì đi tàu. Chắc là nhà ông là có bên người bên Tây bên tàu gì để gửi về cho ông đúng không? Họ nhà tôi thì bác lạ gì? Cứ làm gì đã có ai đi quá ngoài 40 cây số đâu. Làm gì lấy đâu mà bên Tây. Đúng rồi. Này, có phải là cái con bé út nhà ông ấy xinh gái đáo để đúng không? Có chàng trai Tây nào mê xong rồi quả biếu cho ông ấy. À không. Thế là tôi phải đi mua cái hộp bánh đấy. Đút lót rồi, đút lót nó xa. Nhưng mà cái liệu cái bánh này nó có là thật không hay là nó chỉ ngoài là tiếng Tây ở trong là ta đấy? Tôi không biết, tôi chỉ cần biết là nó là chất liệu ngoại nhưng mà giá nội. Tôi mua cái hộp bánh ông biết bao tiền? Bao nhiêu tiền? Có 15.000. Chết chưa? Thế mà từ đầu làng đây tôi khoe mọi người toàn đoán là ông mua tiền triệu đấy. Người ta còn đoán tiền triệu đấy. Người cái gì mà ăn ở mồm thì ông phải mua cho nó vào những nơi nó tử tế mà mua. Chứ nó ông mua một cái hộp bánh hoành tráng thế này mà được giá thế thì tôi chắc chắn là không phải bánh rồi. Tôi nói thật với ông gì, mình có ăn đâu, mới đây mình quà mình đi biếu cơ mà. Còn cái ông nào ông ăn vào mà ông có đi làm bị làm sao ấy thì tức là pháp luật thì người ta trừng trị cái thằng sản xuất chứ trừng trị gì cái thằng tiêu dùng như mình. Ông Dậu ơi. Bà là tôi à? Ông đây rồi. Chào bác sĩ. Về đưa bà nội đi cấp cứu. Mau lên. Tôi thấy bà mệt. Tôi mới lấy cái lọ nước yến mà có cái nhãn hiệu gì là én bạc đấy cho bà uống. Thế là uống một lúc sau cứ thấy bà đau bụng xong bà đi ngoài ra lại vào lại ra cứ liên tục chờ mất ở nhà cái kia. Chết. Đúng rồi. Cái đồ giả rồi. Cái hộp yến đấy là của cái thằng ôn con mà nó tán con út cho mình đấy. Úi giời. Nó biếu tôi đấy. Nó biếu mày à? Ủa thì hóa ra nó lại mua cái hàng như thế này của ông đúng không? Đã thế từ nay nhá. Cấm cửa cái thằng ôn này. Đi về. Tôi về đấy các bạn nhé. Đi về đưa cô đi đi. Đấy. Thế. Dạ. Em chào bác trưởng khu ạ. Cậu sang đây làm gì? Bác có hẹn em là sang gặp bác mà. Tôi hẹn cậu ở đâu? Tôi hẹn cậu ở nhà văn hóa. Mà tôi hẹn cậu mấy nào? Dạ bác hẹn em 8 giờ. Tôi hẹn cậu 8 giờ nhé, là 8 giờ sáng. Bây giờ 8 giờ tối cậu sang đây làm cái gì? Ôi trời ơi, em lại cứ tưởng là 8 giờ sáng gì. Đứng dậy. Ngồi xuống. Bây giờ tôi nói cậu này nhá. Dạ. Bỏ qua cái chuyện giờ giấc dạ. Nhá. Bỏ qua cái chuyện giờ giấc. Nhưng mà theo như cái mật báo ấy, dạ, là tối hôm qua vào cái hồi 20 giờ 15 phút nhá, hai vợ chồng cậu cãi nhau gây mất trật tự của khu. Hiểu chưa? Cậu có biết vợ chồng cậu như vậy ấy, là cái khu này ấy, có thể mất cái danh hiệu là khu văn hóa không? À. Ôi, thôi bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống em trình bày. Khổ quá đấy. Cái chuyện gì là nó cũng có nguyên do của bác á. Nguyên do cái gì? Bác không hiểu à? Cái làm xô hàng xóm nhà này. Cái làm xô bác biết không? Tôi biết. Tất cả là do vợ chồng nói. Này. Cái chuyện gì mà do vợ chồng thằng xô? Vợ chồng thằng xô nó ai đời thuồng nó lại hạnh phúc quá, êm ấm quá, yêu thương nhau quá. Thế mới chết chứ gì. Cậu nói thế là không được rồi. Hàng xóm láng giềng với nhau. Vợ chồng người ta hạnh phúc, mình phải mừng cho người ta. Ảnh hưởng gì đến nhà cậu? Khổ quá, đấy không phải là cái chuyện ý em muốn nói. Mà cái vấn đề ấy là vợ em nhìn thấy vợ chồng nó hạnh phúc quá, thì đâm ra lại ghen tị, lại trách em là không bằng thằng xô. Thế mới dở hơi chứ gì. Mà bác biết không? Cái vợ ẩm xô ấy, ui dồi ôi, hôm vừa rồi nhá, nó bị sức cái măng rô ở chân có một tí thôi. Thế mà thằng xô cõng vợ nó từ tầng 1 lên đến tầng 2, rồi lại cõng từ tầng 2 xuống tầng 1. Thế là vợ em nhìn thấy rồi nó điên quá, nó về nó mắng em, rồi nó trách móc là vô tâm vô tư. Rồi em điên quá, em bóp cái gì? Em bóp vỡ cái bát luôn. Kìa tưởng. Mày này,
Thế gì? Vợ cậu nó muốn như thế, sao cậu không cõng vợ cậu từ tầng 1 lên tầng 4? Ôi dồi ôi bác, bác đùa em à? Hả? Bác là trưởng khu mà bác chả để ý gì về nhân khẩu, về cả cân nặng, chiều cao gì cả. Vợ thằng xô. Cân cả quần áo ra mới được khoảng 35 cân. Mà bác nhìn vợ em nào? Hả? Có khác gì con mẹ xè không? Ôi giời ơi, ngót hơn tạ đấy. Thế mà bác bảo em cõng á? Chưa nói là em đang bị thoát vị đĩa đệm đây này. Hàng xóm nhà chú ấy, đúng là phiền hà, phức tạp lắm. Hàng xóm nhà tôi khá cảnh, tốt bụng lắm. Ôi thế à? Chú ấy làm nghề xe ôm à. Hôm nào cũng sang nhà tôi nhá, chở nhà tôi đi làm. Ê, bảo tiện đường đi, chở cho nó tiện. Này, ngày xưa cứ mỗi sáng đến là tôi cứ phải chở vợ tôi đi làm. Từ ngày chú cho đi nhờ, nhẹ nhõm hẳn người đi. Ở gần người tốt, hình như là vợ tôi học được cái tính tốt ấy. Về nhà ăn nói nhẹ nhàng hẳn ấy. Mà từ ngày đi xe của chú ấy nhá, thế hay chải chuốt, thướt tha này, thấy xinh lên cứ như là hồi xuân. Mà tốt bụng cực kỳ luôn, cho đi nhờ xe ôm mà không lấy đồng nào cả, miễn phí. Tức là hàng xóm của bác làm nghề xe ôm. Đúng rồi. Mà lại chở bác miễn phí, à chở vợ bác miễn phí. Chuẩn. Mà từ ngày vợ bác đi xe ôm, đâm ra lại tính tình thùy mị nết na hơn, lại biết chải chuốt chăm sóc sắc đẹp hơn. Đúng rồi, cứ như là hồi xuân luôn. Chuẩn luôn. Chú cười cái gì đấy? Xong. Cái gì mà xong? Chính thức xong. Cái gì? Bác muốn biết rồi. Bác sang bác hỏi hàng xóm. Thôi đúng rồi, cô xin của mẹ giỏi thế nhở, làm phép toán giỏi thế. Bây giờ con làm đến bài tập làm văn đi nhá. Con làm đến bài tập làm văn đi. Rồi. Alo, chị đến rồi à? Ok ok, em ra luôn nhá. Vẫn quán nêu cũ nhá. Ok. Chết mà đi. Anh chết. Suốt ngày điện thoại với game thôi. Gì em? Hộ con làm nốt bài tập về nhà đi nhá. Em ra làm nêu đã nhá. Rồi em đi đâu cứ đi đi. Để anh trông con cho. Chết. 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 Bố ơi. Gì con bố trai? Bố ơi. Có việc gì? Bố ơi, con xin ra từ đâu hả? Hả? À, cái gì? Bố ơi, con xin ra từ đâu hả? Cái thằng cô này hôm nay tự nhiên lại hỏi cái câu kỳ cục thế nhỉ? Sinh ra ở đâu mà chả được con? Bố cứ trả lời con trước đi, con muốn biết mà. Thì con sinh ra ở đâu là không quan trọng nhá. Miễn là bây giờ con lớn như thế này, thông minh đẹp trai như thế này, thế là được rồi hả? Không đâu bố, bố phải nói cho con biết cơ. Vì hồi trước con hỏi mẹ, mẹ cứ nói ập ừ, ập ừ. Mẹ bảo ập ừ á? Vâng. Thế mẹ nói như nào? Dạ, mẹ bảo không được hỏi, lớn rồi, khác biết, đúng ạ? Đúng rồi, mẹ nói thế là chuẩn quá rồi, lớn rồi khác biết nhá. Bố nói cho con biết đi. Tức là như thế này. Qua một ngày đẹp trời, có một cái điều kỳ diệu xảy ra, đó là có một con cò đấy, con cò đấy cắp con rồi mang đến cho bố mẹ. Một con cò ư? Ừ. Một con cò nhỏ xíu sao mà có thể cắp được như thế được chứ? Thế thì bố mới bảo đó là điều kỳ diệu. Mà không phải kỳ diệu nhá, mà nó phải làm điều phi thường, rất là phi thường, đúng không? Thế thì bố mẹ sinh ra từ đâu? Thì ngày xưa cũng có một con cò đấy, cắp bố mẹ rồi mang bố mẹ đến cho ông bà nội, ông bà ngoại ấy. Vậy thì ông bà nội ngoại. Cũng có những cái con cò khác nữa, cắp ông bà nội ngoại. Hỏi thế mà cũng hỏi chứ. Để yên, bố đang làm việc.
Con này. Con. Dạ. Con đang ghi chép cái gì đấy? Con đang làm bài tập cô giáo giao về nhà. Bài tập về nhà? Vâng ạ. Đưa bố kiểm tra xem nào. Tập làm văn. Thưa cô, em sinh ra trong một gia đình không bình thường. Ông tổ em là cò, mẹ đẻ ra toàn người. Ôi trời ơi, sao cứ ngồi im lặng mãi thế? Này, hôm nay thằng lớp nó mở quán lòng lợn tiết canh đấy. Mà ăn trực ăn nhờ nó vừa thôi, cũng phải mời người ta một bữa ấy chứ. Mời á? À? À. Mời cái lời tời phời ấy nhá. Đang chó cả náo rách đi mời. Thế tiền đâu? Tiền á, đây. Tiền đây, lục đi. Có đồng nào cho luôn. Sao mà vào chúng bất động sản? Đấy là chém nó thế. Con sếp đây. Này 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 này. Cái gì nó nổ nhỉ? Ông có nghe cái con kia nó nói gì không? Hình như có cái gì mà con sếp đây. Con sếp đây? Ừ. Được đấy. Để tôi. Vớ va vớ vẩn. Ông bao nhiêu người yêu rồi. Trong khi đấy tôi vẫn ép la. Thôi cái vụ này thì ông nhường cho tôi đi nhé. Nhường cho ông á? À. Mà cái nữ ông liệu có làm được trò trống gì không? Trông cúi bắp này thôi nhưng mà nhịp được. Hả? Thôi được rồi. Cái vụ này là tôi nhường cho ông nhé. Ừ, anh em mình sẽ đào mỏ nó. Nếu mà ông chăn được em ấy, đừng có quên cái thời cơ hàn anh em mình như hôm nay nhá. Nhường kia có tiền nha, anh em phải hoành tráng nhá. Tôi sẽ mua tặng ông con Lamborghini nữa. Máy bay trực thăng anh ơi, máy bay thoải mái nhá. Xong. Thế là xong. Đi này này. Hả? Nhưng hình như là mình đã chăn được nó đâu. À ừ nhỉ. Tôi lại cứ tưởng là xong việc rồi. Tôi nghĩ thế. Thì ông nhiều mưu. Ông xem thế nào ông cho tôi cái kế để tôi đào mỏ con này nhé. Được rồi, bây giờ tôi bày cho ông một số bài nhé. Đảm bảo là thành công 100%. Được không? Cảm ơn ông. Yeah. Cái gì đấy anh? Cái gì? Có bao nhiêu của cải đưa hết đây. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em vậy? Em không biết anh ạ. Không phải việc của ông. Phản đi. Làm sao? Làm sao à? Làm sao? Ôi anh ơi. Chết rồi. Gặp phải cao thủ rồi. Tại hạ xin rút lui. Mày có ngon mày vào đây. Mày vào đây. Anh ơi, khổ. Anh có đau lắm không ạ? Chàng chấn nhẹ thôi, không sao em. Giết một người đẹp như em, bất cứ một người đàn ông nào chắc cũng phải hành hiệp trượng như em ạ. Anh cảm ơn anh nhiều ạ. Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Nhà em cũng gần đây thôi ạ. Ở chỗ nào? Anh đưa về, có ai đón chưa? Thôi, bố em đón thôi ạ. Bố em đón á? Vâng ạ. Thế bố em đi xe gì? Bố em đi xe máy ạ. À, sao sếp lại đi xe máy giản dị thế nhỉ? Ai biết bố em là sếp ạ? Chắc là lúc mà đau quá anh đoán bừa thôi. Thế bố em là sếp thật à? Thế bố làm to không? Chức vụ gì? Không, bố em tên là Đỗ Văn Sếp chứ không phải là sếp. Em nói lại. Bố em là Đỗ Văn Sếp. Ôi giời ơi! Sao em không nói luôn từ đầu là bố em tên là sếp đi? Anh lại cứ tưởng bố em là sếp thật thì anh mới giúp đỡ, anh mới cứu em. Mà tôi không nói luôn nhá. Tôi giúp cô chỉ vì anh ơi, tôi đào mỏ cô thôi nhá. Chứ không có cái chuyện người tốt bây giờ có như thế đâu. Có chuyện gì hả con? À, chào bác. Có ạ. Con xin lỗi thì bị giật đồ. May quá có anh này cứu ạ. Hả? Chào. Anh này cứu à? Tôi cảm ơn anh. Không có gì đâu. Tôi xin tự giới thiệu nhá. Tôi là tổng giám đốc công ty phân lân. Lúc mà lúa nhà cậu bị làm sao nhá, tôi sẽ ủng hộ cậu đấy nhá. Giám đốc ạ? Ờ. Tổng công ty. Ừ,
phân lân đấy. Dạ bạn thân quá. Em ơi, tự dưng anh lại muốn được yêu. Thôi, cảm ơn anh. Bố ơi, lúc đầu con cũng cứ nghĩ rằng xã hội này còn người tốt thật. Nhưng mà anh ta cũng chỉ vì muốn đào mỏ con thôi. Xin lỗi anh nhá, nhà em chẳng có gì để cho anh đào đâu. Bác ơi, tổng giám đốc ơi. Ôi ơi, thế những trận đòn này thì ai đền cho tôi? Không, 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 đừng. Đừng, kia, đừng. Cái gì đấy? Mình ơi, anh vừa mơ một giấc mơ mình ạ. Anh sợ quá, anh kể cho mình nghe nhá. Mơ cái gì? Anh mơ là bỗng dưng hai vợ chồng mình cãi nhau, xong rồi xong vợ ngoảnh mặt đi, vợ không nói chuyện gì với chồng cả. Ôi trời ơi, mơ như thế thì chả ghê. Thế nhưng mà chưa hết, sau đó thì anh buồn quá, anh đi uống rượu, anh lại gặp một người bạn, anh kể lại câu chuyện như thế, anh bảo là hôm nay tôi buồn quá bởi vì vợ tôi không nói chuyện với tôi một tháng. Thế xong thế nào? Xong thì bạn anh lại bảo chứ, chuyện đây đáng gì phải buồn, đáng lẽ phải vui chứ. Sao lại vui? Thì nó bảo là nếu như ở địa vị nó sẽ mở tiệc ăn mừng một tháng luôn. Thế anh nói là tôi cũng muốn như ông, nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng một tháng rồi. Quá vớ vẩn, tha lên thuyền, ngủ đi. Anh đi ngủ. Nhưng mình cứ gác chân như thế này hay bóng đè lắm. Yes. Lại cái gì nữa đây? Mình ơi, cơn ác mộng này nó là ác mộng của ác mộng luôn mình ạ. Chuyện là như thế này, anh mơ là anh trẻ lại, anh được lên xe hoa lần nữa. Thế thì phải vui chứ ác mộng cái gì? Ừ thì đúng là vui, anh cũng vui mà. Mình biết không, anh được mặc một bộ com lê trắng nhá, tóc chảy mượt này, đeo kính này, được dẫn vào một khu biệt thự trang hoàng lộng lẫy. Khi anh cùng cô dâu bước vào lễ đài, pháo hoa bắn bùm 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 bùm, rất là vui vẻ, mọi người chúc tụng nhau, tưng bừng phấn khởi. Nhưng mà khi anh đưa cô dâu về đến phòng tân hôn, thì sao? Thì sao? Cô dâu ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng tiến lại, rồi nhấc cái khăn voan lên, thì thì sao? Thì cô dâu lại vẫn là mình như ghê chứ đi. Vẫn là tôi. Ừ. Thì sao? Hả? Thì vẫn là tôi thì sao? À, anh ngủ, ngủ. Ngủ á? Bây giờ không ngủ nó dậy luôn. Hả? Là tôi thì sao hả? Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Không ngủ nữa, dậy! Là tôi đấy thì sao? Hả? Thì sao? Không sao, không mơ nữa. Không mơ nữa? Bây giờ muốn không mơ nữa gì? Ngồi im đấy, không ngủ nữa. Ngồi im đấy! Mở ra cái mắt ra! Mở mắt ra! Đúng như thế. Không phải dâm cơ. Đánh thẳng vào mặt đây này. Đánh đâu con muỗi. Ngồi im.